Hóa ra lúc đấy cụ nghĩ rằng là cụ đi được. Có bao nhiêu những điều mà bí mật thầm kín cuộc đời thì nghĩ rằng là chia sẻ hết với vợ với con, mong muốn là nhận được một cái sự tha thứ để cho nhẹ lòng, để có bước chân ra đi nó cũng thanh thản. Và một trong những điều dấu kín của bác ấy đó chính là bác ấy có đứa con riêng. Là em có đứa con, mà đứa con là của anh. Thôi em biết nếu em nói sớm chưa chắc anh đã đồng ý. Thậm chí đã có người trong lúc cũng cứ gọi là rào đón, là trong lúc mà về quê ôm vợ cũng nói là cái giả sử bây giờ là một người nào đó mà người ta đi công tác, người ta chót dại, người ta có con riêng thì bà thấy thế nào? Bà vợ bảo thôi cá bà ta được. Thế nên ông có không đấy, nếu ông có cứ mang về đấy tôi nuôi. Gặp khá nhiều trường hợp là kể cả các con cũng nhảy vào cuộc, không phải vì nó ghen thay mẹ đâu, nó chỉ sợ có một thằng nào nữa về đây nhận nhà, tranh giành nhà. Nhất là bố nó lại làm cán bộ to, có tiền có của tí nọ tí kia, bây giờ mới lò dò ra. Chào mừng các quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Người Có Tuổi trên fanpage Bài Học Cuộc Sống. Và ngày hôm nay sẽ lại là một câu chuyện nữa mà chúng tôi tin rằng là cũng sẽ rất là thú vị và nhiều người hẳn là cũng đã gặp trong cuộc sống. Đồng hành với chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào bạn MC Trẻ Sinh. Xin chào tất cả các bác, anh các chị, các quý khán thính giả theo dõi chương trình Chuyện Người Có Tuổi. Và hôm nay thì không biết là bạn ấy muốn là tôi được chia sẻ câu chuyện về cái chủ đề gì đấy ạ? Hy vọng là không phải là chuyện ấy của người có tuổi đấy. Thưa chuyên gia, là chuyện ngày hôm nay thì cháu cảm thấy là nó cũng hơi éo le với các gia đình. Các gia đình thì không ai mong là cái chuyện này nó xảy ra với gia đình mình cả. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ không phải là chuyện gì quá lạ lẫm đâu ạ. Người bố, người cha trong gia đình bỗng nhiên thú nhận là mình có một người con riêng ở tỉnh xa. Thưa chuyên gia, là chuyện này chuyên gia có hay gặp trong quá trình mà mình tư vấn cho các khán thính giả? Vâng, xin chào các bác. Tôi cũng phải nói thật thế này, chuyện này không phải là chuyện xa lạ. Tôi có một ông anh, ông ấy gần 70 tuổi rồi. Đây là chuyện thật của ông anh họ đấy ạ. Năm ngoái là ông ấy có bị đi cắt 1/3 dạ dày. Thế xong bác sĩ tiên lượng là sức khỏe của cụ yếu, rồi thôi về cứ bồi dưỡng rồi không biết thế nào. Hóa ra lúc đấy cụ nghĩ rằng là cụ đi được. Có bao nhiêu những điều mà bí mật thầm kín cuộc đời thì nghĩ rằng là chia sẻ hết với vợ với con, mong muốn là nhận được một cái sự tha thứ để cho nhẹ lòng, để có bước chân ra đi nó cũng thanh thản. Và một trong những điều dấu kín của bác ấy đó chính là bác ấy có đứa con riêng. Nhưng mà sau khi mà sóng gió trong gia đình qua đi xong rồi, bây giờ bác ấy tai qua nạn khỏi, bác ấy lại còn khỏe, bác ấy vui tâm, và bây giờ có thêm đứa con ở trong gia đình. Chuyện này không quá hiếm gặp, nhất là trước đây với những người mà thế hệ bây giờ là ít di chuyển, chứ thế hệ của các bác lớn tuổi ngày xưa ấy, đi công nhân, đi bộ đội, rồi luân chuyển công tác, đang công tác ở nhà máy chè và Thái Nguyên, sau đấy lại phân vào làm nhà máy gì đấy ở Apatit ở Lào Cai, sau đấy là 2 năm vào trong Bình Dương, nhà nước phân công đi đâu là phải đi đấy. Thế và sống xa vợ xa con, cái chuyện mà nó là con người mà có thể có tình cảm với cô này sâu đậm, có tình, thậm chí có những người chẳng sâu đậm, nó gặp nhau 1-2 lần, lúc ấy đều còn trẻ, các bác đều 30-40 mà. Cái chuyện mà nam nữ có quá đà với nhau, có ăn nằm với nhau, rồi có những trường hợp thì biết là mình có con, có những trường hợp thì qua đường vậy thôi, nhưng mà 5 tháng sau, 6 tháng sau, thậm chí 2 năm sau, cái người mà mình đã ăn nằm cách đây lâu rồi, cô mới báo là em có đứa con, mà đứa con là của anh. Thôi em biết nếu em nói sớm chưa chắc anh đã đồng ý. Thôi thì em chỉ nói để anh mừng, anh biết là em đang mang giọt máu của con này, đang nuôi đứa con của anh. Em không đòi gì tiền nong gì đâu, không đòi trách nhiệm gì đâu, nó là con của em. Em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là sau này anh cho con nó biết thân phận của nó. Nó biết quê hương bản quán, ông nội bà ngoại nhà nó ở đâu. Em thì có đủ tiền nuôi con nhưng em không thể bịa ra một người nguồn gốc của con được. Em không thể bịa ra bố nó ở đâu. Em chỉ một yêu cầu thế thôi. Và lúc đấy thì người đàn ông trong cái hoàn cảnh là đang có vợ có con, về mà thú nhận là mà còn đang trẻ không, là còn công tác không. Thứ nhất là ngày đấy cơ quan rất là nghiêm khắc với việc là là có vợ có chồng mà là còn đi ngoại tình mà để lại hậu quả là có đứa con riêng thì chắc chắn là cắt mất hết tất cả, thậm chí còn đuổi việc cho về vườn luôn mà rồi mang nỗi ô nhục. Cho nên nhiều người đàn ông đã nghiến răng chôn cái gọi là cái bí mật đấy suốt hàng mấy chục năm. Thậm chí đã có người trong lúc cũng cứ gọi là rào đón, là trong lúc mà về quê ôm vợ cũng nói là cái giả sử bây giờ là một người nào đó mà người ta đi công tác, người ta chót dại, người ta có con riêng thì bà thấy thế nào? Bà vợ bảo thôi cá bà ta được. Thế nên ông có không đấy? Nếu ông có cứ mang về đấy tôi nuôi. Thế thực ra thì thăm dò thế thôi ông mà. Vớ vẩn anh hỏi đùa thế chứ anh làm gì có. Nhưng mà thật ra lúc đấy giữa cái nói đùa ấy với chuyện thật nó cách nhau rất là xa. Nếu ông ấy thú nhận là anh có đứa con ở đây ở đó bây giờ muốn được cho cô về để nhận họ nhận hàng thì chắc là ông ấy cũng khó sống. Rất là nhiều những áp lực và người ta đã phải giữ kín cái chuyện đó. Người ta chỉ thú nhận khi lúc gần đất xa trời. Hoặc là rơi vào cái tình cảnh như này. Ông đã đủ mạnh. Hiện nay là ông làm chủ kinh tế, đại gia rồi. Nếu mà vợ con có biết thì cũng không ai dám làm gì ông ấy. Ông ấy cũng về khả năng tài chính cũng như là cái uy tín của ông ấy nó cũng đủ mạnh, không còn sợ ai nữa thì ông ấy nói thẳng. Không phải không có những trường hợp mà ông ra đi ôm theo cái bí mật đấy. Không ai biết luôn. Không ai biết luôn. Dạ. Thưa chuyên gia vậy thì đứng trước cái thông tin đó chắc chắn là sẽ có rất nhiều người vợ hay là những người con của những người đàn ông đó thì chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì để có thể chấp nhận cái thông tin đấy, nhất là với những người vợ khi mà họ cảm thấy là dù sao thì đấy cũng là một cái lần phản bội, dạ, và lừa dối, thậm chí là đã giấu giếm bao nhiêu năm không dám nói thật với vợ mình của người chồng. Thì trong cái trường hợp đó chuyên gia có một cái lời khuyên gì cho những người vợ là họ nên phản ứng như thế nào, nên hành xử như thế nào? Cái phản ứng tự nhiên cũng như là bạn trẻ rồi còn vừa nói một câu là đầu tiên là cảm thấy bị phản bội. Ôi hóa ra bao năm nay ông ấy lừa dối mình, ôi hóa ra mình ở nhà một nách nuôi ba con, tần tảo chắt chiu nhặt nhạnh, ông ấy đi hú hí với nệ gái, rồi còn để thế nọ thế kia. Bắt đầu tưởng tượng ra thà nào cái hồi ấy là một năm ông ấy về phép có một lần, chứng tỏ rằng là còn ở kia với cái cô kia, thậm chí còn gọi là cái con kia. Xong rồi suy diễn thà nào bao nhiêu năm công tác cứ bảo là lương anh thấp, lâu lâu mới gửi đồng tí tiền về, hóa ra là phải chia sẻ. Xong cứ ầm ĩ lanh tanh bành lên. Thì tôi nghĩ việc đầu tiên ấy, các bác mà các bác trai đã dũng cảm chia sẻ thì hãy để cho bác gái được bộc lộ cái cảm xúc của mình. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Lúc cái bác gái có tổng xì vả mình ấy, tôi nghĩ như thế, chút giận đến mình cũng đành phải chấp nhận. Thôi bây giờ chuyện anh đã nói rồi, em chửi anh cũng được, em đánh anh cũng được, em muốn làm gì thì anh cũng chịu, anh cũng chấp nhận. Nhưng mà thôi anh nói được ra, anh nhẹ lòng rồi. Thì mình cứ phải thế để cho nó gọi là nguôi cơn giận. Chứ mà mình nói chuyện đấy ra xong mình lại đòi hỏi là bà vợ phải vui vẻ với lại bà phải độ lượng thì đấy nó là sách vở không. Chắc chắn là cơn thịnh nộ sẽ nổi lên. Người kia phải dám. Khi cái gọi là cơn thịnh nộ nó đã qua đi, con người ta không thể bão táp mãi được. Bão thì 2 ngày, 3 ngày rồi nó cũng phải rút lui. Điên mấy thì điên rồi cũng sẽ đến lúc nó bình tâm trở lại. Thì chỉ mong muốn người vợ, kể cả những người con, mình suy nghĩ đến 3 điều tích cực sau. Điều thứ nhất là chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có làm kiểu gì chăng nữa cũng không thay đổi được tình hình nữa. Ông có ngủ với cô nào, có đẻ đứa con thì sự ấy nó cũng xảy ra cách đây 20 năm, 15 năm, 30 năm cũng đều qua rồi. Bây giờ có lôi ông ra mà bắn ấy thì cũng chẳng thể nào mà biến một cái người chồng ấy thành một người là đàn ông thủy chung son sắt rồi là không có lỗi. Cho nên là chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Cái việc thứ hai cũng cần phải suy nghĩ tích cực là ông ấy dũng cảm, ông ấy nói ra, ông muốn chia sẻ. Nghĩa là bao nhiêu năm nay ông mang một bí mật ở trong người, ông canh cánh ở trong lòng cũng khổ. Ai cũng thế thôi, mang một cái bí mật trong người gần giống như gánh một gánh nặng trên vai, chỉ muốn chút đi, muốn nói đi cho nó được nhẹ lòng. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng định nói thì lại vướng cái nò. Đã nhiều lần có thể định nói rồi đấy, nhưng mà đâu cứ cân nhắc nhắc nói ra, ngộ nhỡ bây giờ thằng con trai đang học lớp 12 nó sốc quá, ngộ nhỡ nó lại bỏ nhà ra đi, đứa con gái giờ mới đang có người yêu, ngộ nhỡ nói ra trong nhà lanh tanh bành lên, gia đình người ta biết là ông bố có đứa con riêng, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái. Thành ra tôi tin rằng các bác đã rất nhiều lần đã định nói ra nhưng cố kìm cố nén thì chúng ta hãy thương cái người đó, cũng khổ lắm, không sung sướng làm gì. Và tôi lại tin một điều nữa, các bác hãy nhớ rằng là chuyện xảy ra có con ngoài ý muốn này, phần lớn nằm ngoài mong đợi của người đàn ông. Người đàn ông có thể có bồ, người đàn ông có thể lên giường với cô bạn gái, ai mong muốn nhiều con làm gì, trừ một vài những anh mà chẳng hạn như nhà toàn có con gái, chủ động đi tìm một người nào đó để có con ngoài giá thú, hy vọng có con trai. Còn lại thì hầu hết là cặp bồ chả ai muốn dây dưa rắc rối làm gì có thêm con, cho nên chuyện mà có đứa con nó đều do lỡ, mà cũng do phía bên kia khát khao muốn để lại. Đấy, mình nhìn đến mấy cái điều tích cực như thế để mình có những cái ứng xử. Vậy thì đúng là có rất là nhiều gia đình trước đấy, trong cái thời gian trước đó thì có thể là cũng những người phụ nữ mà có mối quan hệ ngoài luồng đó không đòi hỏi gì nhiều ở người đàn ông cả. Đến một thời điểm rồi, có thể là khi mà một đứa con đó đã trưởng thành thì họ vẫn mong muốn là có thể có một cách nào đó để cho đứa con đấy được nhận họ, nhận hàng, được biết bố của mình là ai. Vậy thì trong cái trường hợp đấy, đặt ở vị trí là một người cha, và thứ hai là ở vị trí của người vợ hợp pháp của người đàn ông đó, thì cái cách ứng xử như thế nào theo chuyên gia là hợp lý nhất ạ? Tôi nghĩ rằng là trong cái trường hợp mà mình quan hệ với người đàn ông có vợ, rồi mình lại có với người ta một đứa con, tôi nghĩ dù sao cho nữa mình cũng có một phần trách nhiệm ở đây. Mình cũng đừng có nói rằng người ta lừa đảo mình, người ta lừa gạt mình. Nếu mình có, một là mình dễ tính, dễ dãi, hai là mình cả tin, ba là mình cũng kỳ vọng nọ kia, mình cũng lỡ thì quá lứa, mình khát khao có cái người đàn ông, thế rồi ở gần gũi người ta nảy sinh tình cảm. Vậy thì mình đừng bao giờ trút giận người đàn ông là anh tham lam, anh có vợ có con, anh còn lừa tôi. Ai bắt được cô nếu như cô không phải là người mà nọ kia. Cho nên chuyện đã qua rồi, chúng ta không trút lên nhau những cái trách móc ấy. Anh ấy chưa thể công khai được thì cũng phải thông cảm. Bây giờ nhiều cô cứ rằng thế bao giờ anh đưa con về ra mắt gia đình, bao giờ anh công khai con của chúng mình. Trong khi anh nói rằng hoàn cảnh của anh cứ để cho anh tính, cứ từ từ. Con anh nó còn thế này, con trai còn thế nào, vợ anh bây giờ cô đang thế kia. Lúc này anh còn đang phấn đấu lên phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc. Rất là nhiều thứ, tiền bạc, tài chính cũng chưa đầy đặn gì. Cứ để cho anh từ từ thì hãy cho người ta từ từ. Vì người đàn ông thật ra phần lớn cũng mong muốn nhận con. Người ta nói ở trên đời có mấy thứ, một con một của ai từ. Con và của cải, tiền bạc không ai từ chối cả. Đông con thì thích, nhiều người thậm chí cả người phụ nữ cũng thế. Ôi, cá vào ta được thêm con thêm cháu mất cây gì. Có người nghĩ thoáng thế. Thế thì cái người phụ nữ mà đã đang giữ một cái bí mật, đang có con riêng người đàn ông thì không nên thúc ép. Và cũng đừng gọi là nhân dịp ấy mà đục nước béo cò, mình làm cái gì đó để ảnh hưởng đến cái vị trí công tác cũng như là cái hạnh phúc gia đình của người ta. Còn thì tôi nghĩ cái người vợ ấy, trong trường hợp này người vợ là người có lẽ bị hại nhất. Hãy nghĩ thế này đi, đơn giản đi thôi. Đừng bao giờ mình bày ra cho anh cái cách là mình phải làm gì. Hãy nói thôi, tôi rất là đau, em rất là buồn, em rất là thất vọng. Trong những năm tháng ấy có biết ở nhà em khổ sở, em vất vả như thế nào. Mà bây giờ có anh để trả lại em một cái sự thật như thế này. Thật sự là tan nát cõi lòng, là đau đớn, là quặn thắt gì đấy, cứ diễn tả cho nó hết đi. Thế còn bây giờ nói thật thế này, đấy là chuyện của hai người. Anh tính thế nào? Bao giờ cũng phải để đẩy cái bài toán giải về phía người đàn ông. Tránh trường hợp có những người phụ nữ. Thế thì đưa con về đây, còn thì cấm ông không được đi lại với mẹ nó này. Đưa con về đây tôi nuôi này. Hoặc là thôi được rồi, ông thích nhận con giá thú nhưng mà không được chia cái đất này, không được chia cái nhà này. Nhà này là của con tôi, của ABC. Mình lại nghĩ đến chuyện về mặt tài chính vật chất quá. Để xem người đàn ông sẽ nói thế nào. Có những người đàn ông sẽ đưa cái hỏi là thôi, thật sự các mẹ con cô bây giờ cũng khá. Nhà ta còn khá hơn nhà mình ấy. Người ta không cần cái gì đâu. Chỉ cần đi lại để cho con, nó có anh có em. Nó cũng biết bố là ai. Tới đây mà nó có trưởng thành, nó có người yêu, có vợ, nó cũng khoe là bố nó thế ấy thế nọ. Chứ không lẽ nó nói với bạn gái nó là anh là con của người mẹ single mom, người mẹ đơn thân. Thì tất nhiên nó không xấu. Bây giờ thì cũng thoáng rồi nhưng mà nó vẫn không đẹp. Lý lịch nó không sáng lắm đúng không? Hoàn cảnh như thế thì ta sẽ khác. Thì người vợ hỏi thế thì anh định thế nào? Thôi thì về đây đưa cả mẹ con cô về đây làm mâm cơm cáo tổ tiên. cho các bác nhận họ, cho con nó nhận họ thôi. Còn thì sau đấy thì cái việc ai người làm, đến cái tuổi này còn tranh giành gì nữa, chuyện mất thì cũng mất rồi. Nhưng mà lưu ý nhá, đừng có mà bén mảng mà còn đi lại với cô ấy, là tôi mà bắt được thì tôi xẻo, mình cứ dọa cho nó vui đấy mà. Thế thì thực ra khi mà nói được cái câu ấy là người đàn ông hề hà lắm. Thôi anh rất là cảm ơn, nhất mẹ mày đấy, tuyệt vời hết ý. Thôi thế thì anh xin là hôm rằm tháng 7 tới nhá, anh sẽ đưa cô về ABC, có gì thì em hộ anh thế này, em giúp anh thế kia. Lúc này mới là cái lúc mà cần chung lưng đấu cật để giải quyết, khắc phục hậu quả này nhá. Thế còn nếu như tình huống mà bây giờ mẹ con cô ấy rất khó khăn, cô ấy thì mắc bệnh hiểm nghèo, cô chỉ muốn gặp tìm lại mình để trao lại đứa con cho người đàn ông có trách nhiệm nuôi dưỡng nó nốt, bởi vì cô ấy chẳng hạn đang ung thư hoặc là bệnh rất là khó khăn, hoặc kinh tế hiện nay đang giặt dẹo ở nhà thuê, con thậm chí nó phải bỏ học ở trường lớp 7, lớp 8 bây giờ nó không học được nữa. Thì thôi nghĩ đến đứa trẻ đi, nó là hòn máu của chồng mình. Thôi thì bây giờ thì hoàn cảnh thế này thì biết làm sao, thôi ông tính thế nào, thôi hay đưa nó về đây cho nó học trường làng này, hoặc là cho nó học ở đây, thôi thì thế nọ, thôi thì thế kia. Thật ra người đàn ông đôi khi cũng muốn thăm dò xin ý kiến của người vợ, chứ trong đầu anh cũng có bài toán rồi đấy, cũng có lời giải rồi. Nhưng mà nếu mình có cái sự đồng thuận thì cảm ơn lắm, rất là tốt lắm. Mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sau những cái điều làm tốt này mà hình ảnh của người vợ rất là đẹp ở trong mắt chồng, hiền hậu rồi một người vợ thật. Hiện nay tôi nghĩ rằng là tôi đã gặp khá nhiều trường hợp là kể cả các con cũng nhảy vào cuộc, không phải vì nó ghen thay mẹ đâu, nó chỉ sợ có một thằng nào nữa về đây nhận nhà, tranh giành nhà. Nhất là bố nó lại làm cán bộ to to, có tiền có của tí nọ tí kia, à bây giờ mới lò dò ra nhận làm con ngoài giá thú để gì, viết di chúc cho nó để được thừa kế này. Mà toàn thừa kế có phải là một cái nhà túp đâu. Nếu ông bố chỉ là một ông già giặt dẹo về hưu mà, thì chắc là chúng nó sẽ chia sẻ trách nhiệm đấy. Rồi thế tốt rồi, về đây đi, chăm bố ốm đi. Nhưng mà nếu ông bố mà có điều kiện kinh tế hoặc là khác, có nhà đó là thôi, dù sao chăng nữa nhá, nó thì thôi thì con của bố, chúng ta thì đều là anh em gọi là cùng cha khác mẹ. Nhưng mà đây là con chính thất, con chính, còn kia là con rơi. Vì vậy thì bố không được cho nó ở cái nhà ở chỗ mặt Hồ Tây, cho nó cái nhà ở trên Mê Linh Sóc Sơn thì được, ví dụ như thế. Bố thề bố hứa là bố không được là chia cái này chia cái nọ chia nó. Hoặc là có người vợ tham gia vào cái việc thế thì nhá, ông chuyển hết cái nhà này, cái mảnh đất kia, cái chỗ biệt thự nọ, chuyển sang tên cho hai đứa con chính nhà mình đấy, con của tôi và ông ấy. Thế còn cái thằng cu kia thì ông nhận rồi ông nuôi, lương hưu của ông chia sẻ với nó, tùy, tôi không biết. Không trừng phạt nhưng cũng không tham gia gọi là chung tay để chăm sóc con. Dạ. Như vậy là dù thế nào đi chăng nữa thì cháu nghĩ là cái mục đích cuối cùng thì vẫn là ai cũng mong muốn, kể cả người đàn ông hay là người vợ cũng đều mong muốn cuối cùng vẫn là giữ được cho gia đình được bình yên. Cho nên là cái cách xử lý làm sao với người con riêng và với cả người mẹ của người con riêng đó nữa, thì gia đình cũng nên là có cái sự trao đổi với nhau, thống nhất với nhau làm sao để cho hợp lý nhất, phải không ạ? Tôi nghĩ là cũng gọi là mách nước cho các bác một tí. Chúng ta trước khi mà tiết lộ một cái thông tin nó rất là quan trọng ấy, hãy tiết lộ dần dần với từng đối tượng. Chẳng hạn như là mình có 3 đứa con, mà thằng cả bây giờ nó cũng lớn rồi, thằng này nó cũng quý bố, mà nó có vợ có con rồi nó cũng hiểu chuyện mà. Mình có thể tiết lộ trước với nó, bố có chuyện này, bố xin ý kiến anh. Bố thì biết bố sai rồi, nhưng mà theo em con thì thế nào? Ôi thế ok bố cứ gọi để có gì con ủng hộ mà. À được rồi. Nào đấy thì nói chuyện riêng với cô con gái cả, bây giờ còn lấy chồng ở mãi trên Thái Nguyên, Yên Bái gì đó. Bố có chuyện này rất là muốn xin ý kiến con. Khi mà nhà có 2 đứa con, 3 đứa con mà nó đã lớn rồi, nó nhìn nhận cái chuyện là ông bố mà ngày xưa đi công tác mà cả năm mới về phép có một lần mà bảo bố giữ gìn chung thủy thì chắc khó. Nó cũng thông cảm chẳng hạn. Thì đã có 3 đứa là nó ở bên cạnh rồi. À bố cứ nói với mẹ đi, có gì chúng con ủng hộ một tiếng chẳng hạn. Thôi có gì đỡ cho bố nhá. Bố thật ra thì bố chỉ thương cái thằng cu ấy, hay là thương cái con bé, đứa em ấy. Là rồi nó không biết nguồn gốc của nó ở đâu. Nếu bây giờ mẹ nó mà mất đi rồi nó bơ vơ, hiện nay là nó với mẹ nó đang ở với bà ngoại, Ví dụ những hoàn cảnh như thế, tôi nghĩ rằng là cho nên một cái cây ấy, mà muốn chặt cái cây ấy, người ta phải chặt từng cái rễ mà. Nó có 4 cái rễ, ta chặt 4 phía, còn mỗi cái rễ cọc ở giữa thôi, lung lay 3 phát là đổ, đúng không? Chứ còn một cái cây mà nó đang nhiều rễ mà ta cứ túm là ta đu đưa thì chắc là sẽ không đổ được đâu. Vậy thì hãy có lộ trình chặt từng cái rễ này một. Tiết lộ cho từng người một, đúng không ạ? Hai nữa là cái hôm mà đi tiết lộ cho bà ấy cũng thế. Lâu lâu rồi không đi đâu, hai vợ chồng đi tham quan nghỉ mát xong rồi buổi tối thì đi dạo ở biển, xong rồi uống tí rượu thơm, chén rượu nếp cái hoa vàng, ăn mực, ăn lẩu gì đó, trong đời tối bị ốm. Hôm nay anh muốn nói với em cái chuyện này. Trái tim nó đang ấm áp yêu thương, người ta dễ tha thứ, dễ chấp nhận. Chứ đừng có lúc mà bà đang điên lên hoặc đang cãi nhau về cái gì đó mà nói thêm một cái này nữa thì quả tạ nó nặng quá. Dạ, thực ra nó là một sai lầm rồi, không ai mong muốn điều đó cả. Tuy nhiên là khi mà nó đã xảy ra thì ta lựa chọn cái cách giải quyết, cách xử lý như thế nào, sửa sai. Dạ, để sửa sai và để cho cuối cùng là mọi chuyện nó được êm đẹp. Gia đình của chúng ta không vì cái câu chuyện đó mà để bị ảnh hưởng, phải không ạ? Dạ, cảm ơn chuyên gia và rất hy vọng là những chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn ngày hôm nay thì đã phần nào cho quý vị một những cái thông tin thú vị và cũng là một cái lời khuyên cho những ai mà có lỡ vướng vào cái trường hợp tương tự thì cũng có được cho mình cái cách giải quyết tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi. Đừng quên tiếp tục theo dõi fanpage Bài học cuộc sống để cập nhật những thông tin và những bài học ý nghĩa. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.